Trời ơi, trong bia kia có chiếc 5 beta hả? Ờ, 5 beta nữa. Beta cổ. Cúc tôm này dữ dằn đó nha. Hàng này hàng nội địa của Nhật á. Để bên Đại Tiết Cương thấy có chiếc Lam Vita. Phi công ngày xưa là hay chạy dòng Lam đúng vậy. Rất là đẹp. Tướng tá cao ráo, phong độ chạy Lam. Thôi rồi Lượm ơi, đây thì Tiết Cương thấy có chiếc CD Jean nữa vậy. Đó, CD nè, Jean nguyên bản luôn. Cái đi về cái đi. Chiếc này mới giữ nè. Con nhỏ á, cháu ngoài nó chơi điện, chơi. Thằng này cổ à. Thằng cổ nè, thằng cổ nè. Trời ơi, con là cổ. Xin chào quý vị, vào đây chúng ta sẽ vào thăm căn nhà bí ẩn của chú Tỷ. Rồi, dạ. Đây, căn nhà có ông trộm hả? Thấy chưa? Có ông thằng Tháo Tháo gì đây vậy? Ủa, đầu tiên con thấy đây có hai chiếc xe đạp này là sao vậy chú Tỷ? Xe đạp thì cứu là chiều chạy. Dạ, còn mấy cái phụ tùng rồi treo hả chú? Dạ, sao có cái bô này thấy giống của xe hai thầy quá chú. Bô này của giống như của Su Winter cái gì nè. Trời ơi, thấy không? Xe ổng nhiều nó mới có đầu nghề lỉnh khỉnh nè. Quá trời. Ở đây thì tôi thấy có chiếc Win hả? Ủa chiếc Win này để không chạy bụi ổn hả chú? Chiếc Win này thấy nguyên bản quá chú. Mua về chú không có chạy hả? Không chạy, mua đi chơi mà. Có cái sưu tầm đó. Còn chiếc này chú? Chiếc này cổ Tomos. Xe này lạ quá. Chiếc Tomos này lạ, còn cái này Mobilus. Đó, thêm một chiếc Mobilus nữa quý vị. Mobilus này không có đèn. Lạ gì chú? Ờ, nó chế đề. Nó chế không? Chế này, nó chế đề. Xe này xe Mobilus độ rồi. Độ chế đề. Dạ. Máy rút. Máy rút luôn hả? Ừ. Quá dữ luôn. Mà xe ổng không đi để ổn quá. Ổn quá cái gì ơi. Nhiều người xe không có đi. Xe ổng chạy. Rồi vô còn trong nhà nữa. Xin mời vô cho ông. Mời giáo sư. Dạ. Đây. Hiếu. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con. Chúng ta sẽ nhìn dàn xe. Trời ơi, trong bia kia có chiếc Lam Beta hả? Ờ, Lam Beta nữa. Beta cổ. Rồi đây là chiếc da. Da này, cái da nữ nữa. Trong kia còn một chiếc da nữa. Chiếc da. Da luôn. Da xài lát. Dạ, xài lát. Da nữ luôn. Mấy chiếc này hàng lạ đó nha. Đây có chiếc Monkey này chưa đổ xăng luôn hả chú? Chiếc Monkey này mua lâu chưa? Mua cũng cỡ năm rồi. Hồi đó mua chắc cũng cỡ 90 triệu, 100 triệu gì hả chú? Đúng rồi, 90 mấy triệu. Dạ. Đó vậy thấy không? Có một chiếc Monkey rất là đẹp. Mà về ổng chầm mền không đổ xăng, bụi quá trời bụi luôn. Rồi đây có chiếc 72 này xe Jean hả chú? Jean xe đó giờ được nha. Vậy hả? Xe này chú hồi đó chú có chạy không? Có, xe có chạy. Giờ lớn rồi hả? Ừ. Ít chạy lắm. Ít chạy. Vậy chạy mấy xe về mới về tay ga. Vậy. Dạ. Chiếc 72 Jean toàn bộ mình sườn bạc theo thời gian. Dạ. Chứ cho hỏi ở dưới chi tôn này, ngoài chú nhiều xe thì còn ai chơi xe giống chú không? Cũng có, cũng nhiều người ít hơn. Như vậy nghe chú Tỷ nói như vậy, cũng có nhưng mà ít hơn. Rồi đây trong này chiếc 67 độ hả? Chiếc trong này chiếc 67 độ. 67 độ. Đi chơi đó. Dạ, xe này để đi phượt. Còn cái này chiếc này cúc tôm này dữ dằn đó nha. Hàng này hàng nội địa của Nhật á. Quá trời luôn. Chiếc này còn mới cứng à chú Tỷ ơi. Hai bạn coi cầm nha quý vị, để coi cái bản số của xe này đâu. Cần Thơ. Chiếc 67 độ là bản số 67 luôn nha. Rồi. Đúng rồi. Đây là một chiếc
xe lào, xe đổ để đi phượt. Bình xăng của xên lào châu Âu, chiếc này máy lớn, chà gắn cái cục đi phượt sướng rồi nha. Thì chiếc này bản số 67 luôn nha quý vị. Rồi kế bên đây Tiến Cương thấy có chiếc Lambetta. Lam này với Lam kia là chú mua cặp luôn hả chú? Mua trước sau này. Lam này chú mua lâu chưa? Cũng mua mấy năm rồi. Mà sao chú thích Lam lắm hả? Thấy lạ mua cái gì vậy? Thế là bị đó biết là thầy gọi biết mấy dòng xe này. Dạ. Qua trời quá đất. Thưa quý vị, chiếc Lam này đẹp quá. Chiếc Lam này dán cái cương ngồi là hơi bị chuẩn á. Lam với vết ba vậy ngồi dán sang lắm. Nhưng cái cương được biết ngày xưa những cái người pilot á, phi công ngày xưa là hay chạy dòng Lam đúng quý vị. Rất là đẹp, tướng tá cao ráo phong độ chạy Lam thôi rồi Lượm ơi. Quá đã luôn. Những người lớn tuổi thì đi vết ba. Dạ, lớn tuổi chứ vết ba Lam. Rồi đây thì Tứ Cương thấy có một chiếc xe này giống như Honda Dam hay gì chú? Chiếc Honda Dam. Dam hả chú? Ừ. Chiếc Honda Dam. Đúng rồi, Dam. Nó đồng hồ 100 nữa vậy. Dam. Chiếc Dam này chú lấy lâu chưa? Lấy cũng phải năm. Mới đây à? Mới đây. Lấy bên nào? Giờ này lấy mình select bản tháp. Đây thì Tứ Cương thấy có một chiếc CD Zin nữa vậy. Đó, CD là Zin nguyên bản luôn. Cái này mua đăng ký. Giấy tờ đàng hoàng hả chú? Giấy tờ đàng hoàng gấp luôn. Chiếc này là chú nhớ nhiều không? Mua rồi. Chế là mua. Nó hơi 10 năm mà. Khoảng nhiêu tiền chứ? Mua nó là 2-3 triệu rồi. Nhưng mình tính vàng nó cũng lớn à. Đúng rồi, chú già thì nhiều. Còn bây giờ thì nhỏ. Còn chiếc Dam này chú lấy chắc cũng già. Quen cũng quen, không để lại cho xài chơi chứ không để mười mấy triệu đó. Trời ơi quá đã luôn. Cũng còn đồ riêng khá nhiều hả chú? À. Ở đây có một chiếc Super Cup. Super Cup này mới luôn đó, mua về chùm mền vậy luôn hả? Còn cái nón này của chú hồi xưa chú đội đi Âu chú. Đi chơi nữa là đó. Nói Tứ Cương quý vị thấy Tứ Cương đội cái nón này thấy không? Đó, đội nón này xong mình phải thổi tù bà. Ủa trong này còn hả chú? Trời ơi còn nữa quý vị ơi. Trời ơi ông nội ơi. Đây nè. Quá trời. Mobilus. Ở đây có chiếc gì cũng xe thật. Thằng này nó kêu bằng thằng này nó kêu bằng Caddy. Ờ Caddy đó. Caddy vậy cái dạ. Caddy. Một chiếc này mới giữ nè, khuôn nhỏ cháu ngoài nó xe điện à. Chơi. Này là chiếc gì đây? Mua lớn nè. Này cũng đời cao hả chú? Mua lớn nè. Đây có chiếc Peugeot nữa nè chú. Có. Có xe Pháp nè gì? Chiếc Pháp này chú lấy ở đâu? Mua trên này. Trời ơi. Còn chiếc này cái gì? Trời ơi, mua quá trời vậy trời. Đây xin lào. Đây là 68 là xe ghi đó. 68 xưa hả? 68 xưa. Mình xăng lạc nữa vậy. Ờ, đây là xe ghi đó mà xe xưa. Xe ghi á, mà chú để bụi vậy á. Trời ơi, còn đây chiếc sát nữa nè. Chiếc này mua sát Rumi nữa vậy. Ờ, thằng mua lớn này trước nè. Thằng này cổ à. Này cổ nè, mua lớn này cổ nè. Cổ dữ à. Cổ đây, cái sườn nữa nè. Quá trời, cái sườn nó giống như cái này thì gọi là như sườn đũa chứ. Ờ đúng rồi. Nó giống như xe đạp vậy đó. Xe đạp vậy. Sườn lắm ha. Ừ. Đây có cánh chim nữa nè. Ừ. Quá trời luôn. Còn nữa không chú? Còn đây nè. Trời còn nữa nha quý vị. Đây xe là xe là mới. Đời 96-97 gì đó. Đây chiếc custom. Quá trời, custom 90, chiếc này máy nó trâu lắm nha. Cái này mà chạy thôi thánh thần luôn á. Chiếc Zin này đó. Rồi đây, 67 Zin nè. Đó. Quá trời luôn.
có cậu cái khăn là chạy học đường mình nắm lấy lao hả chú. Rồi đây có chiếc nữ hoàng này, nữ hoàng, nữ hoàng chú cũng có luôn. Trời ơi, ông mua xe quá trời, ông chạy để bụi quá. Trời ơi, con là select. Đây nha, Velo Select, máy ở trên nè. Select mấy đầu đó. Velo Select. Rồi, trên này có chiếc Charlie. Còn bên này chiếc Magic là chiếc gì lạ quá chú? Chiếc này nó là... À, này dòng của hãng. Là cũng đời sau nè, này hãng lạ đó. Xe lạ quá. Mới thấy lần đầu tiên luôn quý vị. Nó chạy ga mà không có sốt. Ủa xe này xe ga hả chú? Xe ga như quý vị, không có sốt. Hàng chi giờ đi giờ Tiết Cương nhìn không thấy cần số đâu hết trơn. Và đây, đây có chiếc Rebel 50 nữa chú. Chiếc này cũng giá trị lắm nha quý vị, xe Rebel là hàng Mỹ á. Trời ơi, không để bụi kìa. Đây là một chiếc Mobilet nữa. Mobilet nữa. Rồi chiếc 90 này. Dạ. Để con có chiếc quay Alpha nữa quý vị. Alpha lốp đen luôn hả? Có lốp đen đời đậu như quý vị. Còn chiếc này lạ quá chú. Cái này 90 nè. À, 90 ngày xưa hả? 90 ngày xưa đó. Dạ. Cái này ở Sài Gòn như xưa nó gọi là cẩu sập quá. Quá trời. Chiếc xe này dữ à. Để bụi không, không có chạy luôn. Quá trời quá đất. Ở đây có cái đầu đèn gì lạ vậy? Xe gì lạ vậy? Xe mà nó của thằng mà gì đó, của thằng mà gửi nó lại nó mua về. Xe tháo ra nãy giờ. Cương chuyên tập biểu đón đập của ta. Cái chiếc này nó chạy là người ta nhìn chạy đi chơi. Rồi, chụp hình hả? Gặp đi chợ rồi. Rồi, chụp hình. Xuống đây là không có gì có quà để tặng thôi, tặng cho con cốc xe. Trời! À. Sao sao chú biết xe Tiết Cương không có con cóc mà nhận hay vậy? Không có cóc thôi, chú gửi tặng. Trời ơi, nhưng mà con cóc này nó giá trị lắm á. Thôi ngại quá, thôi con gửi lại. Thôi không sao, không sao. Chú tặng thêm cái cờ của là cái đội 67, đội 67 Duy Tôn. Vậy hả? Gửi tặng cho Tiết Cương luôn. Trời ơi, hôm nay trúng mánh được chú Tỷ. Cái cờ không nhận hơn, cóc gỡ lại đi. Trời, để đi, này không có, để xài. Giả mạo rồi thôi, chú mê, còn chết luôn. Cốc này quý lắm quý vị, tại xe Tiết Cương con cốc xấu lắm, mình ra được con cốc này thôi, hạnh phúc quá. Rồi rất là hôm nay về Chi Tôn được gặp chú Tỷ giao lưu, cảm thấy rất là vui. Có gặp một người chú, tuy lớn tuổi nhưng mà cùng cái đam mê là xe cổ Tiết Cương, và cái bộ sưu tập của ổng là quá khủng khiếp. Và Tiết Cương nghĩ từ đây tới bằng tuổi chú chắc cũng không thể nào sắm được dàn xe khủng như của chú. Và được chú tặng quà, con cảm ơn chú rất nhiều. Tiết Cương đây cũng là, ở đây là chú cũng vui giết được con. Dạ. Rồi nói chung là chung là rồi đổi tiếng à. Dạ. Rồi đổi tiếng à. Xuống đây vậy là cũng chú cũng thấy cũng vui rồi. Dạ. Dạ cảm ơn chú, cảm ơn diễn giả, xin chào quý vị.